Xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị một trong những địa điểm tham quan và cũng là có giá trị lịch sử rất là lâu đời tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là chùa Già Lam Tự. Già Lam Tự còn có một cái tên gọi khác, đó là chùa Ông. Già Lam Tự nằm ở tuyến đường 627B đường Liên Nguyện, nối từ Đức Nhuận đi Đức Lợi, nằm cách quốc lộ 1A khoảng tầm 2 km. Già Lam Tự này thì được xây dựng năm 1846 đời vua Thiệu Trị, do một người Trung Quốc có tên gọi là Châu Lục. Khi ấy thì ông Châu Lục này đem qua một cái pho tượng vị quan thánh bằng đồng. Lúc đấy giờ thì ở cái xóm 6 thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận. Và khi ấy thì đời sống của nhân dân rất là bình an và thịnh vượng. Sau khi ông Châu Lục đi về tỉnh ở thì và mang theo cái bức tượng ngài quan thánh này, thì lúc đấy trong xóm thường xảy ra nhiều cái thiên tai như nhà cửa bị hỏa hoạn, súc vật, châu bò thì thường bị chết không rõ nguyên nhân. Nhân dân trong làng lúc ấy vô cùng là lo lắng. Đời vua Thiệu Trị lục niên Tam Hoạt thì ông bà phái Nguyễn là chánh bác phẩm Nguyễn Tài Trí và em là bá hộ tú Nguyễn Hiển Tài cùng anh em thảo luận di tỉnh tượng quan thánh về lập chùa và thờ tại làng. Hiện tại thì cái ngôi chùa này nó có kiến trúc rất là mang đặc sắc cái kiến trúc thời nhà Nguyễn, có mấy vòm phía trên là có đúc cái tượng rồng. Ở cái thời kỳ đầu tạo lập này thì có vợ chồng ông Võ Tắc Minh là ông rể phái Nguyễn Phụng cũng một sào năm thước đất ở xóm 5. Hiện tại thì cái vườn này là do ông Trần Vũ Bảo ở để lập một ngôi chùa tranh và lên đại cái tượng cúc gỗ của ông Châu Thương, ông Quang Bình và có cả ông Quang Thánh, tức là ba vị tam thánh, để phụng sự nhang khói được 10 năm. Lúc đó thì có một cái nhóm trộm mở thôn chủ tượng xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, thì đến cái chùa này đánh cắp cái tượng ông Quang Thánh về để làm sắc đồng. Khi bọn trộm này xuống mang về đó thì cho tượng của vị quan thánh vào để thổi chảy ra thì bị gãy cái cánh tay của ngài đang vuốt râu, thì ngài hét lên một tiếng rất là vang dội cả cái làng chủ tượng này và làm cho bọn trộm sợ khiếp vía, không dám đập phá nữa và mang ngài đi chôn ngoài cánh đồng thôn chủ tượng. Đây là một cái câu chuyện mà nó cũng được truyền rất là lâu năm ở địa phương và cho tới bây giờ thì rất là nhiều người còn biết đến cái câu chuyện này. Sau khi hay tin bức tượng ngài Quang Thánh đã bị đánh cắp thì anh em trong chùa mới mời thầy về soi và tìm lại bức tượng của ngài. Thì mọi người mới lên tới cái cánh đồng thôn chủ tượng và tại chỗ chuông tượng chùa đào lên thì thấy ngài bị gãy cánh tay và toàn bộ râu của ngài thì bị cháy. Sau khi đào tượng lại lên thì mang đi tắm rửa sạch sẽ, đồng thời báo làng chủ tượng ông Kiều rước ngài về và quan thiếp lại cánh tay cho ngài. Ông Bùi Bá Chính lúc đó thì nguyện ăn chay 3 tháng và xuống tóc để cắt râu lại cho ngài. Hiện tại thì ngôi chùa này đang khá là xuống cấp, nhiều hạng mục đã bị cũ kỹ và dột nát, cho nên là rất là cần cái sự đóng góp của con cháu cũng như là chính quyền địa phương cùng kết hợp để kêu gọi để đóng góp xây dựng lại ngôi chùa này cho khang trang hơn. Đây là ngôi chính điện, có bức tượng của vị Quang Thánh ngồi chính giữa và hai bên là vị Châu Thương và Quang Bình. Đây là hình ảnh của những người có công sức đóng góp và thờ cúng ngôi chùa. Đây là lịch sử của ngôi chùa. Tất cả các thông tin này được lưu trữ tại chính điện của ngôi chùa. Nói tiếp về lịch sử của ngôi chùa này thì vào năm 1856, ông Đại sư Trần Trăng lập cháu ngoại phái Nguyễn và ông Đại hương Võ Tắc Minh
cùng bốn anh em quyết định dời ngôi chùa về xóm 6 thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận, chính là cái vị trí tọa lạc hiện nay của ngôi chùa. Bà Ngô Thị Tô, tức bà Bếp lúc ấy có 5 thước đất, và ông Nguyễn Tấn Thời cũng cúng 5 thước đất để xây dựng ngôi chùa hiện tại. Bây giờ lập chùa là tiền đàn chánh 8 cuốn. Năm 1860, lập thành bổn tự, kêu gọi cháu trách hậu tiến cung mỗi người 1 đồng bạc để làm quỹ cúng tế. Đến năm 1919 thì ban trị sự ban định xin vua Khải Định phong sắc và điệu cho chùa. Đời vua Khải Định năm 1919 thì phong cho 5 điệu sắc. Thứ nhất là quan thánh, thứ hai là quan bình, thứ ba là châu thương, thứ tư là thần mã, thứ năm là chứng nhận ngôi chùa và hiệu chùa là già Lam Tự. 4 vị tiền hiền bao gồm là 2 ông họ Nguyễn, 1 ông họ Trần và 1 ông họ Võ. Ông tiền hiền họ Nguyễn là chánh bát phẩm Nguyễn Tài Trí, cháu Nguyễn Tấn Khởi, Nguyễn Tấn Khanh là Nguyễn Tấn Lực, tiền hiền Nguyễn, Nguyễn Hiền Toàn. Tiền hiền họ Trần là đại sư Trần Trang Lập, tiền hiền họ Võ là đại hương Võ Tắc Minh. Sau này vận động thêm 6 người ngoài tiền hiền. Đến năm vua Bảo Đại thập thất niên, tức là năm thứ 17, 1942 thì triệt ngôi chùa cũ và xây lại ngôi chùa mới như hiện nay, với thiền đàn rộng hơn và chính điện khang trang. Ngày 23 tháng 6 hàng năm là ngày vía của ông. Ngày 25 tháng chạp là cúng tiền hiền và lên cờ phướng. Còn ngày 5 tháng 5, ngày Tết, ngày rằm là cái những ngày cúng hoa quả trung phường. Sau năm 1975 nhà nước thống nhất thì các con cháu trong làng có cúng tế để xây dựng lại ngôi chùa, và có làm bộ vị tâm thánh, nhưng mà lại bị đánh cắp một lần nữa vào tháng 4 năm 1998. Nhưng mà cái lần đánh cắp này thì lại không tìm lại được tượng, nên sau đó là con cháu trong làng có đóng góp và để dựng lại tượng ngài và viện khám như y xưa. Và hiện nay là đang thờ cúng bộ tượng mới dựng gần đây. Rất mong quý vị cùng chúng tôi một lần quay trở lại quê hương và cùng ghé qua chùa Ông và Lam Tự để chiêm ngưỡng ngôi chùa này và cùng đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Rất mong sự chung tay đóng góp của quý vị cũng như là sự ủng hộ của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.